quá trời nhiều luôn rồi. Một ngày cô bán bao nhiêu tấm? À, ngày bữa nay thì nó dư sớm nhiều đó, mới đưa cho cô 360, còn mỗi bữa thì 300, còn bữa thứ bảy là cô bán 450-500. Cô nhiêu tuổi rồi bán ngày đó 400-500 tờ vậy? 76 tuổi, tại vì có quý nhân ủng hộ con thôi chứ không phải mỗi người bán được như cô. Dạ, bảy mấy tuổi mà bán 400-500 tờ là nhiều lắm luôn á. Mắm châu đốc nè cô. Mắm châu đốc luôn, cô đem ở An Giang qua. Con gà chay, tao bao cho mày 2 ly cà phê. Ê, bao con 2 ly cà phê luôn hả? Trời, sợp vậy. Nhẹo nhau mà, đâu có nhau. Dạ, rồi. Trời ơi, giờ có đất không thức ăn. Dạ, cảm ơn cô. Chuyện cho con, tôi ở bên Viên cho nó thấy coi. Dạ, vậy hả? Ủa, đây có con ở bên Cam hả? Ở tỉnh nào? Ở Công Phước đó. À, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Đi Khắp Quê Hương nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan khu di tích Hòn Đất. Ở phía trước mặt cả nhà đó là cái Hòn Me cả nhà, núi Hòn Me. Anh em mình đang đứng ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Thì bây giờ trước tiên để tham quan những cái địa điểm ở khu di tích Hòn Đất này thì mình đi qua chợ Hòn Me để ăn sáng. Ở đây có một cái núi Hòn Sóc đang bị khai thác đá nên các cái xe tải chở đá này hoạt động liên tục. Giờ mình đi dẫn cả nhà đi tham quan vòng vòng khu di tích nha. Địa điểm trước tiên thì mình sẽ ghé chợ Hòn Me cả nhà. Mình sẽ ghé chợ Hòn Me để ăn sáng và tham quan chợ trước. Cái hòn mà có cái trụ sống á, là ở trên đó là có cái đài truyền hình. Thì nên có cái trụ sống trên đó. Hòn đó là Hòn Me. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cả nhà, thì đây từng là cái căn cứ của cách mạng. Mình quẹo bên tay trái á, bên tay trái. Ở đây thì cũng có rất là nhiều địa điểm để mình tham quan. Ở đây nổi tiếng với biệt danh là Ba Hòn. Thì mình vừa phía bên tay mặt của mình đó là Hòn Me. Thì một xíu nữa mình dẫn cả nhà lên trên đỉnh Hòn Me bằng đường xe máy nha. Rồi kế tiếp nữa mình sẽ đi tham quan Hòn Đất và Hòn Quéo. Đối diện với chợ Hòn Me có một cái chỗ giữ xe là bên cạnh đây, không biết có tốn tiền không. Chào cả nhà, thì hiện tại mình đang ở trước chợ xã Hậu Sơn, còn gọi là chợ Hòn Me. Chỗ này là chỗ giữ xe nè, có cái hùng tiền treo trên cây đó, chắc mình tự bỏ tiền vô đó luôn quá, rút chìa khóa trên không. Giờ mình mời cả nhà đi qua bên chợ để kiếm dạng sáng và tham quan chợ nha. Cô đi chợ gọi hả? Giờ về hả? À về hả? Ở chỗ dưới xe này mình tự bỏ tiền vô hả cô? À, mình bỏ nhiêu bỏ hay sao cô? Bỏ ngàn. Ngàn ha. À. Dạ. Mà không ai giữ cho nha, tự bỏ tiền luôn. Dạ. Dạ. Cô ăn sáng chưa? Chưa. Con ở bên An Giang qua con. Trong chợ mình là cái chỗ nào bán món gì đặc sản hay con? Đồ ăn sáng á. Đồ ăn sáng hả? Dạ. Bún bún rồi ha. Dạ rồi, cảm ơn cô, để em kiếm nhà nhé.
chạy nhỏ xíu cả nhà, nhìn vô là hết chạy rồi, để hai anh em mình đi kiếm nhà ăn cái. Giờ này hết luôn hả? Dạ quá chảy rồi, giờ này hết rồi. Con đang kiếm đồ ăn sáng đây. Dạ. Rồi con từ An Giang chạy qua đó xa quá, mấy tiếng đồng hồ chạy qua chảy. Dạ. Dạ. Dạ, cho đỡ bên đây còn. Cô bên đây cô còn bán món gì ta? Đây cô bán món gì cô? Cũng là cá bép, bún cá, bún xào. Ủa, bún cá hả cô? Cá tép hả? À, làm con một câu đi. Một câu với là nhiêu tiền cô? 20 nha. Anh Phong ăn gì? Bánh canh hả? Có nuôi không mà, nuôi nè. Với bún bạch xào hay gì á, phải không con? Có bún bạch xào nè, ăn nào. Vậy là con một câu bún cá với một câu bún bạch xào nha con. Ủa mình ngồi ở đâu? Hả? Mình ngồi ở đâu? Mình ngồi đây luôn ha. À. Ô, mày quay bán với số khổ sở dùm tay. Quay bán với số, dạ. Dạ dạ dạ. Quay bán người đó với số khổ sở rồi mới quá con. Trời ơi quá. Giúp đỡ cho bà ha đi chú ơi. Rồi quá trời. Quá trời nhiều luôn rồi. Một ngày cô bán bao nhiêu tấm? Bữa nay thì nói với số nhiều lắm, mới đưa cho cô 360, mỗi bữa thì 300, còn bữa thứ bảy là cô bán 450-500. Ừ, cô nhiêu tuổi rồi bán ngày đó 400-500 tờ vậy? 76 tuổi, tại vì có quý nhân ủng hộ con thôi, chứ không phải mỗi người bán được như cô. Dạ, bảy mấy tuổi mà bán 400-500 tờ là nhiều lắm luôn á. Dạ, giỏi quá. Ông hỏi con ơi. Ta thấy mình nghiệp á. Ta thấy mình già ta từng nghiệp ta mua. Dạ. Có bữa có người giúp cho bà già tắm rồi. Con giúp cho ngoại. Dạ con giúp cho ngoại 2 tấm nha. Ờ, cảm ơn con. Cô đại An Giang luôn. Dạ con hai tờ Bình Thuận nè. Đây. Ôi con giúp 2 tấm được rồi ngoại. Cảm ơn. Dạ. Đúng đặc biệt là con quay lại đây nha. Con ở An Giang lắm. Dạ. Con ở Châu Thành đó con. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Rồi chúc ngoại bán đắt nha. Dạ đúng rồi, con gần gần đắng luôn. Con gần chợ. Nếu mà tính thì cái hướng là chạy không mà gần chợ luôn, con cách chợ 2 cây số rồi con chạy xuống cái hướng xuống dạ dạ xuống Long Xuyên mà nhà nó thấy không? Không tới đâu mà con xuống quẹo xuống hướng Vĩnh Lợi á. Dạ dạ con à, tính... Ủa sao cô gặm đó dữ vậy? Thì quê con cô ở đó mà, nhưng mà con lập nghiệp ở dưới này mười mấy năm nay rồi, mấy năm rồi. Dạ cô ở xuống đó đó. Mà à. Đằng á như chân mà Minh Thẻ đó, trong Minh Thẻ chút. Ở ngay Vinh Đồng Thẻ số 1 luôn. À ngay Vinh Thẻ trong đó chút, nhưng mà về hôm nay vì đá bằng đồ đó thì lập nghiệp dưới này luôn rồi. À. Mấy năm nay rồi. Như là mình làm đá cái chỗ hòn sóc á ha. Hòn sóc thì tất nhà này ở dưới này luôn rồi. Dạ. Rồi rồi giờ còn ai làm cô, còn ai làm đá không? Còn nhất nhân thôi. Cô đi cô mua cô đi chợ bán thôi mà chứ cô không có làm. À, giờ hồi xưa là mình làm, giờ mình nghỉ vậy ha. Cô có ghe cô chở đi bán vậy chứ cô không có làm. À mình chở ghe đi ha. Rồi giờ mình còn chở không cô? Còn. Còn nữa ha. Tại như giờ ế mà. Ế quá chuyện mà chợ bán mắm hả? Nhà khi nào ghe đi thì mình đi ghe nào ở nhà. Dạ rồi rồi cảm ơn cô. Dạ uống phê luôn hả? Thôi được rồi cô. Này 50 rồi cô. Dạ. Đây cô bán mắm nè. Mắm châu đốc nè cô. Mắm châu đốc luôn. Cô đem ở An Giang qua. Đây là tô bún. Ồ cái này giống bún nước lèo quá ta. Ngay được con ra chay. Ta bao cho mày 2 ly cà phê. Ê, bao con 2 ly cà phê luôn hả? Trời chọp vậy. Nhẹo nhau mà nó có nhau. Dạ rồi. Rồi bây giờ có đất con thức ăn. Dạ cảm ơn cô. 10 ngàn một ly. 10 ngàn một ly. Dạ. Ôi cô tốt bụng bao cho mình 2 ly cà phê luôn. Đây là bún nước lèo ở chợ. Chợ này mình kêu là chợ Hồng Me phải không cô? Cái này chợ gì chị? Em không dành chợ gì nữa. Chợ Hồng Me hả cô? Chợ Hồng Me. À
Dạ. Chợ Hồng Me. Đây là tô bún thịt xào của ông anh mình nè. Ăn thử coi, ngon. Lâu lâu gặp bạn đồng hương với nhau. Cùng quê. Dạ. Hai ly mình chưa nghèo. Dạ. Cảm ơn cô. Ôi nhìn tô bún nước lèo quá hấp dẫn luôn. Cô này hai ly nhiêu chị? Trời ơi, trả tiền cho con thiệt luôn. Đây là hai ly cà phê ở chợ Hồng Me đó nha. Chạy đi, mai mốt con cái gì con giúp anh chơi gì cô. Có qua có lại đi. Dạ. Dạ mình nếm thử miếng nước. Cái này con đi quay vậy là quay hoài là hả con? Quay quanh năm tháng gì đó hả? Dạ con đi quay suốt vậy á. Con đi chỗ này chỗ kia á con. Sao ngon không? Ngon không? Ngon không? Nước này đậm đà mà. Dạ. Cô mà đâu là ở xa cô lại để bán đâu có chỗ ngồi đâu. Dạ. Cái cô này cái vậy cho ngồi để bán nè, nói thiệt mình ra bán đó mình ngồi đây cho bán này đi. Dạ. Bán thịt cá đồ chứ lắm. Thịt tình. Bán cũng tận mọi phút. Ở Phật ở gì mình ở phải chợ Phật đã mình ăn thấy không? Dạ đúng rồi, ở phải chợ Phật đã lên. Câu nói hay nè. Dạ. Cá dài lắm, dài ngon cả nhà. Ăn thử miếng bún. Ủa cọng bún này hình như con thấy nó to to hơn ở quê mình ta. Bún ở đây nó bự hơn bún trên Đăng mình. Dạ đúng rồi. Còn Đăng mình bún hơi nhĩ nhừ không? Dạ. Ở đây bún bành kia không à? Cũng nên bún hơi to không? Ồ, lâu quá mới được ăn lại bún nước lèo. Ngon nha. Dạ. Ở đây mình ăn bún xong rồi còn năm đã cho mình hai ly cà phê nữa nè cả nhà. Hai ly cà phê ở chợ ra. Uống nước cả nhà ơi. Tội nghiệp nó đi làm này công quả tội nghiệp lắm cả nhà ơi. Giúp đỡ cho nó nhiều cả nhà ơi. Dạ ăn cảm ơn Năm. Năm à, cả nhà. Cả nhà tốt lắm. Cả nhà có đi chợ Hồng Me nhớ ghé mua mắm ủng hộ gì Năm nha. Dì Năm bán bán mắm cá lóc nè. Mắm cá lóc đây nè. Dạ con nói rồi, đây là mắm cá lóc nè, còn này là mắm dưa. Dưa mắm ăn cơm. Dưa mắm. Này mắm cá linh. Mắm cá linh. Cái này ruột. Cá chốt hay cá linh nào? Cá chốt. Cá chốt. Cá chốt đây nè. Cá sặc nè. Cái này là cá sặc. Cái này là cá chốt à. Là mắm ruột. Cái này mắm ruột. Quá ngon. Hi. Cái này bán sao Năm? Cái này nửa ký nha. Ôi, lấy cho con chẳng 30 đi đâu. Mua ủng hộ vừa Năm. Đừng nói cho nữa nghe thôi nha. Không cho nhưng mà ta căng cho mày nửa tí luôn cho mày ăn cho nó ngon. Dạ. 50 ngàn, lấy 30 ngàn thôi. Thôi lấy 50 luôn đi. Thôi. Tưởng. Đã đãi con 2 ly cà phê rồi còn lấy bớt nữa. Rồi ta để cho một miếng nha mắm này nè. Dạ. Vô mày ăn gì mày ăn ghiền mày đứng rồi mày đứng nói là bà Năm dụ nha. Ở gì ăn ghiền là xuống đây kiếm bà Năm nữa à. Nè để cho con miếng mắm mắm này vô nè. Ăn ngon dữ lắm. Cho con khuyến mãi cho con thêm miếng mắm cá chốt ha. Này gì bán gì tặng này chứ không phải mà ngã dữ nha. Dạ dạ con biết. Cảm ơn Năm nhiều luôn. Một bạch trà bá luôn rồi. Thà là mình bán cho nó đủ chứ mình đừng tăng thiếu tội chết. Dạ. Này là dư lắm rồi đó, khuyến mãi luôn đó. Ăn gì chị? Đi quay tham quan đi con ra chơi. Vậy cho con gửi cái bịch mắm ở đây hay nào? Dạ. Như lát con lấy số điện thoại luôn. Con gửi tiền nha mày. Của con cảm ơn Năm. Đây cho con gửi tiền hai tô bún thôi, một tô 20 ngàn ha. Rồi con cảm ơn cô.
giờ này là em mượn coi cái trái Wushima này cả nhà, Yakima hấp dẫn không. Rồi giờ này là 8 giờ mấy, chợ gần tan hết rồi. Cậu té thấy gì? Với cậu té hả? Phía trong đây là chợ mình nó xíu rồi cả nhà. Đi vô đây. Học dịch. Ôi giời. Dạ con đang quay. Ừ. Cái chỗ thì luôn đau, mà giờ mình chưa quay hết được đâu rồi, ta bán đau hết rồi. Đâu? Đâu còn chỗ dây bán hết rồi hả? Hết rồi, còn sao không kìa. Còn đặt chỗ đó hay vậy? Ừ. Trời ơi, giỏi quá vậy. Không biết đâu. Giỏi quá vậy. Rồi, cảm ơn nha. Cũng quay phim này nói ra chuyện cho con, tôi ở bên viên cho nó thấy thôi. Dạ, vậy hả? Ừ. Ủa, giờ có con ở bên Cam hả? Ở tỉnh nào? Ở Trung Quốc á. Ở Campuchia. À, gần cái trái sầu riêng không ta? Campuchia cũng ở Campuchia nó có một cái Campuchia mà chỗ trồng sầu riêng chỗ không đó. Ở cái dòng xây mà nó có cái trái sầu riêng đó mà gần chợ Campuchia không? Đúng rồi, tôi đã rồi tôi chơi chỗ chợ Campuchia đó mà không được đi xanh bên không có từng đi. À dạ. Hồi đi cô quách này kia đó. Dạ. Cô quách đi nữa, đi hết ba năm đêm, bốn đêm năm ngày mới về. À, đi chơi à, đã cảnh vui. Dạ là con dạ, con của dê đang làm việc ở bên Campuchia. À, làm bộ đội. À. Làm gần 20 năm mà. Dạ. Rồi chúc anh ở bên Campuchia coi được dê nha. Dê bán dao ở chợ Hồng Me. Rồi quay phim đi con, tôi tên Ni. Dạ. Đó. Rồi ông tên dê. Dạ. Quay hả? Dạ con quay. Ủa cô đi ra hả? Ừ. Ủa nãy giờ bán vé số hả? Rồi coi ơi, nãy giờ con để ý đi tiếp con tắm nha. Rồi con ăn sáng gì chưa? Con ăn rồi con. Rồi giờ là con đi bán chỗ khác hay sao? À, cô bán ở đây vậy? Dạ. Rồi cho con gửi cho dạ. Mười ngàn hả? Tôi biết 10.000 hả? Con biết mua cái gì đây? Dạ, dạ con lấy gì tiếp cô đây? À, lấy cho con cái này đi. Dạ. Rồi mở hàng cho cô lấy hôm nha. Rồi. Rồi chúc cô bán đất nha. Lấy cái đất của con đây. Dạ. Bán gì đi, cái buổi trời không ai kêu chứ. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Ừ, mùa này có trăm rồi nè. Trăm đó chú. Trăm ở đây nè. Trăm bên tháng này nè. Nó nhỏ đó mà. Hồi năm rồi mưa. À giờ là trời nắng quá nó còn nhỏ hả cô? Ừ, nắng quá nó nhỏ, mưa đó nó mới nở nó nổi. Nhưng mà nó nhỏ thôi nhỏ chứ. Ở mình ở gần đây cũng có trăm mới sao ta? Con tưởng ở trên Chi Tôn mới nhiều chứ. Có, ở đây cũng có trăm, trồng ít núi trên nhiều đồi nhấp đó. Mà cũng ít à, là bốn bỏ để trồng xài á. Dạ. Có ít bán con 5.000. Chắc mà xịt nó phân thuốc không xịt cho nổi. Ủa anh xịt nè, đâu có là dưỡng cũng như là măng rồi đó. Măng sẽ to mà dưỡng không thấy hả? Chứ mình tới mùa mới to. Măng sẽ to tháng này là có hết trơn rồi. Dạ. Chứ mình tới mùa mới có thôi. Nắng quá nó nhỏ trái, còn mưa nó bự trái. Ngọt ha. Ngọt. Ngọt hơi cát cát. Nắng quá. Dạ. Dạ mình phải đợi thêm 1-2 cơn mưa gì nó mới bự ha ba. 2 cơn mưa nữa nó cũng hết rồi. Chính lại cũng hết rồi. Nói vậy hả? Nắng quá chứ lại cũng hết rồi. Dạ. Rồi cho con gửi. Rồi con cảm ơn cô. Rồi giờ này chợ hết người ta rồi. Chợ hết ta rồi giờ này.
Rồi bán bánh kẹp. Còn nướng không con? Còn đang nướng. Đang nướng hả? Ừ. Hấp dẫn vậy. Một cái vậy là nhiêu hả con? Cái này là 5 ngàn. Một cái 5 ngàn. Ừ. Còn 2 cái. Ta ăn bánh này nào chưa? Dạ rồi, con đi nhiều chợ cũng có gặp bánh này mà không biết không biết là hương vị ở con làm sẽ như thế nào, để con ăn thử. Cái này là bột mì. Bột mì hả? Bột mì với sữa. Hột gà. Đường là đường bình thường mình ha. Con nhớ ở xứ Chi Tôn là làm bằng đường hốc nốt. Đổ cái bánh nó thơm mùi hốc nốt luôn. Cái này thơm sữa. Dạ. Thơm không? Nhẹ không nhẹ nhẹ. Sữa là mình đã sữa tươi ha con. Sữa bột Pháp. Sữa bột Pháp. Pháp mua đậu mấy chợ lớn. Ở đâu vậy con? Chợ lớn, chợ Kim Biên, chợ lớn trên thành phố. Vậy là mình đặt người ta đem về. Đặt lên mạng nhưng mà người ta đăng ký mình. Thì là cây nó có công ty hồi đó có làm trên đó. À. Bắt đầu cô về cái này mà cô nói rằng cô nào cô lấy nè, cô đặt trên đó mình về đây cho mình. À hồi xưa là cô làm trên đó, giờ mình về đây sống ha. Rồi giờ cô bị gì? Xe nó đụng mà 4 người 3 người kia chết còn ngon sống. Rồi trời trời. Ôi ngồi đi con. Mọi người có đi chợ Hòn Me nhớ ghé ủng hộ bánh kẹp của con nha. Cô tên gì? Nen. Nen. Con người dân tộc hả? Không, con nghe giọng Bắc mà con nghe cái tên nha, con tưởng người dân tộc. Nen. Ủa vậy? Cái giờ thì còn đi bằng inox. Còn inox trong đây hả con? Rồi bao lâu là mình cứ để inox cho nó hoài luôn. Cái tay này inox. Cái tay là inox. Inox đó luôn. Con bị tai nạn. Ba người kia chết hết trơn. Là đi chung xe với mình hả? Là hồi đó mình đi làm ở trên đó sao cô? Cô đi làm trên thành phố, xong cô lúc mà người ta ở đây người ta ra làm giấy chứng minh á, xong cô về cô làm giấy chứng minh, xong hai cái thằng nó xây đủ nó ta trông vô, thằng 23 thằng 32 nó trông vô, còn em chồng cô là đỏ thằng nó 64 tuổi nó thấy cô sống đó. Hai người bốn người bị nằm chồng với nhau mà là, hai người kia đụng cô. Rồi với cô là em chồng cô chở cô. Rồi xong rồi em chồng mắc. Hai người kia cũng mắc luôn con. Rồi giờ cô ở với ai? Ở với bên trai cũng ở đây hết luôn hay con? Quá trời. Là cả bao lâu cô bán tới mấy giờ cô mới về? 11 giờ ha. Mà giờ này là con thấy chợ luôn hết người ta rồi. Vậy đó bạn ngồi ra nói chuyện chơi rồi. Dạ. Rồi cả nhà có đi ghé ủng hộ bánh cô chợ Hòn Me. Ở đâu về đây mày? Dạ con ở An Giang đó cô. Ở Châu Thành An Giang. Dạ. À, lúc đấy chú. Cô An Giang. Cô chú cũng ở bên An Giang đúng không hả? Ở ngay chính Đức Thầy. À, chỗ bên Đức Thầy là bên Phú Tăng. À. Rồi con mới về đây nè. Rồi con cảm ơn cô nha. Bánh của cô rất là thơm và ngon cả nhà. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi chợ hết rồi đó nha. Trong đây là chợ bán rau với bán thịt con cá này nè. Cá này kêu cá gì hả? Cá thác lát. Cá thác lát. À mình phải cạo vậy hả? Cái này mình không có làm máy được hả chị? Không, chỉ làm cá này ngoài biển hả chị? Không, cá nuôi.
mình nuôi nuôi vu ha. Nhưng mà nó sống bằng nước ngọt hay nước mặn vậy? Nước ngọt không. Một ký thịt của nó gì là nhiêu hả chị? 250. Yeah. Ví dụ như nhiêu đây là nhiêu tiền? 50 ngàn. Cái mình trả nó là mình làm món gì ngon hả? Làm đủ, dữ quá. Ơi, 35. Dồn hủ qua. Hủ qua làm chả hắc lát á. À, tôi nghĩ chắc là hủ chả hắc lát á. Tôi nghĩ là hủ qua chắc... mình nhúng cũng được. Sắc cho mình nhúng. Nè, để mua ủng hộ cá hắc lát của chị à. Ôi, mẹ em ở xa chị. Để lâu được không? Em ở An Giang bạn. Ở An Giang cá này ngóc chưa? Em tính ủng hộ chị. Đi lâu rồi về nó nắng. Nắng nó sình ha. Ừ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Rồi. Trong đây có đặc sản gì không? Ủa mình sát biển mà cá đồng cũng nhiều quá ha. Dạ. Dạ đi khắp quê hương. Dạ. Ủa, mình ở gần biển mà mấy đồ đồng nhiều quá ta. Cái lóc cái chơi đồ đồng nữa nè. Cô hỏi con cá này cá gì cô? Cá kèo bẻo hả cô? Cá mập mập gì cô? Mập tịch. À, con nhìn cũng cờ tựa cá mập. Nó là da nó trắng vậy luôn hay là mình mặn rồi nó mới trắng vậy? À, bình thường là nó màu xám xám phải không cô? À. Cá mập tịch, không còn gọi là cá chèo bẻo. Nó là có cái này là nó bự nhất rồi đó hả con, hay là nó còn con bự nữa hả? Còn hồi có bự nhất là cỡ mấy lớn ha, còn mấy ký hả con? Nhìn lạ tưởng cá mập. Ờ mà cá mập thiệt mà. Trứng nè. Trứng này trứng con gì cô? Trứng cân lá. Trứng nhát. Rồi con cảm ơn cô. Hết rồi. Phía trong là bán đồ ăn sáng. Xin cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha. Cả mấy giờ dài bán tới chiều không? Dạ tới đó hết khách ha. Còn thấy giờ này cũng hết rồi ta. Rồi nó vắng. Dạ, cảm ơn cô. Rồi em đi nghe anh, cảm ơn anh. Dạ. Ui, cua biển bự nè. Chà bá luôn. Giờ này là đếm tiền chuẩn bị dài hả con? Cái chợ mình nhỏ xíu à, đi trước ra sau chút xíu là hết rồi. Thì bên đây bán bánh cũng gần hết rồi. Hồi xóm em thấy chị bán sâm nè, không biết còn không ta? Sâm hả? Dạ. Hết. Còn cái này là chè hả? Chè xin sao. Cái này là mình có ăn chung với gì nữa không ta? Là cái này. Em gì em một ly này đi chị, ly nhiêu vậy? Ly 10.000. Ly 10.000 hả? Nước cốt chung hay kia? Khỏi nước cốt đi chị, tại không biết nào mới ăn. Ủa chè đồ mình cũng vô ly gì hết ha. À. Để nó có kia hai chừng anh đang vô nha. À vậy cũng được chị. Nghe nghe chị.
Đây cho em gửi. Này là chị tự nấu nhà hết ha. Tự nấu nhà. Giỏi quá. Cái này em không biết là làm bằng từ cái gì hết chị. Kêu đâu rồi còn về nó. À. Ủa vậy sao kêu sơn xa đó em thử làm từ cái lá gì giống gió sâm chứ. Lấy cho em hai ly chè đó đi chị. Chè nào? Thôi thấy em mở hàng đắt chưa? Thấy em mở hàng đắt chưa? Ủa em chưa trả tiền cho chị nữa, tính đi rồi đó. Ủa rồi hả? Rồi em cảm ơn chị. Đây chiếc chiếc chạy nè cả nhà. Hai ngoại đang bán xoài. Cái gì hả ngoại? Chuẩn bị về hả? Ngoại bán xoài không hả? Với bán gì nữa không? Mướp hả? Cái này của ngoại luôn. Ngoại bán ế quá con ơi. Xoài bên đó là xoài Đài Loan không ngoại? Xoài Đài Loan. Còn bên này? Hay xoài mini? Xoài đu đủ. Đu đủ là nó phải bự mà ngoại. Không, cái trái đu đủ có bự không? Không, cái này xài đu đủ. Trái đu đủ là nó bự lắm mà sao cái này nó nhỏ vậy? Nó thơm. Cái sống ngon. Cái này mấy cái sống nè con sống ngon. Nó thơm. Ăn sống là mình làm món gì ngoại? À, bầm ra. Rồi thôi con ăn mắm đường hay gì vậy đó, ngon mà muốn ớt gì đó. Con ăn với cái gì ta? Gì? Mới nãy con có mua mắm mắm mắm. Con bầm trộn vô. Gì cũng ngon. Ngoại bán sao? Con mua hả gì? Con mua ủng hộ ngoại. Ủng hộ hả? Thôi bán con 10.000 ký thôi. 10.000 ký hả? Trước bán 15.000 về sau bán 10.000. Mua hết luôn hả? Năm. Đài Loan cũng 10.000 thôi. Muốn mua nào con mua. Ủng hộ hai món hai thứ đi. Hai đây. Thôi giờ con lấy trái bự đó đi, ngoại lựa cho con trái nào cũng được. Trái nào ngon nha. Dạ. Cái này đi. Cái này ngon. Ngoại lựa trái bự nhất à. Trái thôi, chẳng ký đi ngoại. Cái này con ăn này không, ăn này chưa biết. Dạ. Ăn này ký đi cho biết cái này ngon, cái này nó hậu chua. Con trộn đồ thôi. Thôi con lấy cái đó là có gì con ăn với cơm nó dễ ha. Dạ. Yeah. Nhà ngoại gần đây không? Nhà gì ở suốt trên kia con. Ở suốt trên kia. Rồi gần đây nè. Rồi lát đi rồi gì bận gì về ngoại? Xe nữa mấy đứa cháu rước. À cháu rước ha. Rồi. Rồi con chúc ngoại bán tắt nha. Ôi chào mình vòng vòng có nhiêu người con gặp lại cơ hơn ngoại nữa rồi. Ừ. Dạ con về vậy. Dạ con về. Thôi con tính chạy lên cái hòn me đó chơi đó ngoại. Chạy lên đó mình nói mình gì đó mình ta chơi nó cho vô. Ủa vậy hả? Ừ. Mình đi làm gì gì đó ta cho dạ. Mình vô nghe con. Chứ con nói lên chơi là nó không cho cơ. À vậy hả? Dạ. Con lên con quay cái gì đó xin ta vô. Dạ rồi cảm ơn ngoại. Rồi con đi luôn ngoại ơi. Nhân điện thôi. Ôi cô bên đây bán tôm tích với sầu huyết nè. Tham quan chợ Hồng Me của mình kết thúc tại đây cả nhà. Mình sẽ clip tiếp sau á, mình sẽ dẫn cả nhà đi. Dạ Nam. Dạ. Bye bye Nam, chiều con gọi. Có lẽ lúc sau mình sẽ mời cả nhà đi lên tham quan Hồng Me. Là mình sẽ chạy Hồng Me thì theo mình tìm hiểu thì mình sẽ chạy thẳng lên núi rồi bằng xe máy được á cả nhà. Ở hòn đất này nổi tiếng về ba hòn thì có hòn me, hòn đất và hòn béo. Kế tiếp mình sẽ dẫn cả nhà đi lên trên đỉnh núi Hòn Me nha. À, cái chỗ giữ xe này là không có người đó nha. Mình muốn bỏ bao nhiêu vô đây thì bỏ. Phía trước mặt cả nhà đó là chợ Hòn Me ở xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang. Thì mình vừa tham quan Hòn Me xong rồi cả nhà, giờ mời mọi người cùng theo chân mình chạy xe lên
núi Hòn Me để tham quan trên núi.